Xin chào các bác, em lên sóng một con máy massage chân phục vụ cả nhà, lên sóng nhanh gọn cho các bác nhé. Con này mã số 7 em bán là 1.3 triệu tặng kèm cả cục đổi nguồn này, đổi nguồn các bác nhé, tặng kèm cục đổi nguồn luôn. Về tình trạng máy thì phần vải còn khá là mới này, vải khá mới, bóp khỏe, có phần bi nhô lên nhô xuống ở dưới gan bàn chân này, hai bên bóp rất là êm. Đấy, có 3 chế độ bóp khác nhau, tắt bật nguồn. Đấy. Con này thì ngoài vấn đề massage bàn chân ra thì các bác có thể nằm ra nhé, nằm ra và mình massage phần bắt như thế này. Đấy. Mình nằm nó ra, nằm ra mình để máy này cũng rất là dễ chịu. Đấy. Thay cho phần bắp. Đấy. Rất đơn giản là vậy thôi, thiết kế của nhà sản xuất là như vậy. Đấy. Giá 1.3 triệu quá nhá. Các bác nào mà không lấy biến áp này trừ đi 100 nhá. Đấy. Bảo hành 6 tháng ạ, máy chạy ngon lành, hình thức như trên clip. Đấy. Hàng nhập điện 100V. Chào các bác.